Da coming soon, Santana. KDISD Crystal Clear Lagoon. New home từ 200.000 tới 500.000. Bây giờ em đang đứng trước cái nhà ngủ. Bên tay trái của mình là cái nhà tắm. Ồ, cái nhà này có thiết kế nó hơi đặc biệt một chút xíu. Hello mọi người, hiện tại thì An đang đi coi cái nhà mẫu cho khách. Rảnh quá ở trên xe cũng không biết làm gì, cho nên An quay cái video để cho mọi người xem, hoặc là rồi nói cho mọi người thêm những cái thông tin cũng như hữu ích liên quan tới cái việc mà mua nhà hay là bán nhà ở Houston ha. Những cái điều mà cơ bản mà cần biết trước khi đi mua nhà như thế nào, thì điều đầu tiên thì An thấy là người mua cần phải biết là mình sẽ ở cái vùng nào, ở cái vùng thành phố nào. Tại vì ví dụ như Houston, xung quanh Houston thì nó có rất là nhiều thành phố lân cận, ví dụ như là Katy, Richmond, Wichita, Cypress, Tolbert, Helen, Sugarland, Missouri City. Nó rất là nhiều thành phố. Thì trước mắt là mình cần xác định là mình cần ở cái thành phố nào. Nếu không biết thì realtor là sẽ là cái người mà có thể giúp bạn để mà giải thích đặc điểm từng thành phố, giá trị kinh tế, lý do tại sao một cái thành phố này nó phát triển hơn cái thành phố kia. Sau khi giải thích xong, bạn sẽ có một quyết định chính xác hơn. Sau đó, sau khi mà bạn mà biết được bạn cần ở thành phố nào rồi, thì cái chuyện tiếp theo là bạn phải xác định cái túi tiền của bạn có là bao nhiêu. Thì cái cách này, nếu như mà bạn mua bằng tiền mặt thì không có gì để nói, mình có bao nhiêu tiền trong nhà bằng thì mình mua bấy nhiêu. Còn nếu như mà bạn vay tiền làm loan, mượn tiền làm loan để mà mua nhà, mortgage á, thì bạn nói chuyện, phải nên nói chuyện với cái người làm loan officer. Thì họ dựa vào cái gì? Họ dựa vào cái tiền cash của bạn đang có, tức là down payment. Rồi họ sẽ dựa vào income, thu nhập, điểm credit, điểm tín dụng, tiền lời, vân vân, rất là nhiều thứ. Họ sẽ cho bạn biết được bạn có khả năng vay là bao nhiêu, kết hợp với cái số tiền down của bạn có, thì cuối cùng bạn có khả năng mua cái nhà là bao nhiêu. Thì sau khi mà bạn có cái cái vùng, cái nơi bạn muốn ở rồi, bạn có cái túi tiền của bạn muốn mua rồi, bạn biết được bạn cái túi tiền của bạn là bao nhiêu rồi, thì mình sẽ thoải mái lựa nhà hơn. Và lúc đó bạn có thể nói chuyện với realtor hoặc là người thân hoặc là bạn bè, nói bây giờ tôi có nhiêu đây tiền, tôi muốn mua cái nhà như vậy có hợp lý hay không. Thì những người bạn thân, người thân hay bạn bè của bạn đã ở cái vùng đó rồi, họ sẽ biết cái giá nhà, ít nhất là cũng biết cái giá nhà. Hoặc là realtor cũng có thể cho bạn biết là với cái giá này bạn không có mua được cái nhà nhưng mà bạn muốn đâu, với cái giá 200.000 bạn cũng không thể mà mua được một cái nhà mà gọi là như cái lâu đài được, ví dụ như vậy. Thì họ sẽ đưa bạn về thực tế và họ cũng sẽ cho bạn biết mua nhà như thế nào mới là hợp lý với túi tiền, với nhu cầu của cái người mua nha. Chỉ vậy thôi. Thì một chút xíu nữa An sẽ tới cái khu nhà mới, thì An sẽ quay cho mọi người xem cái con đường sau khi xuống exit á, vô cái khu nhà mới á, là nó sẽ như thế nào nè. Đây, bây giờ là An đi vô một cái khu nhà mới. Cái này ở đây cái subdivision là Lex of Katy ha. Lái vô trong như thế này, thì cái đường mà An đang đi á, nó tên là đường Hicks. Thì cái con đường này nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Hiện tại lúc mà An đi lên cái khu nhà mới này, An cũng không có một cái địa chỉ nữa, tại vì nó là một cái nhà mới á. Tên nó một cái khu mới luôn, nó chưa có model home, nó cũng chưa có cái gì hết. Nhưng mà An nắm được thông tin là cái chỗ này nó sẽ mở bán sớm nhất, là coi như là mình lên sớm, càng sớm thì mình càng có lợi. Thì hiện tại cái khu này là nó đang cho tới 14.000 tiền bonus cho khách hàng. Thuế thì nó dao động trong khoảng 3,5% một năm nha. Rồi em có nghe nói là cái khu này nó sẽ xây giống như là một cái bãi biển nhân tạo thì phải. Rồi có rất là nhiều, nói chung là cái khu này nó rất là nhiều cái features cho người mua nhà ở đây. Đương nhiên là nó đồng nghĩa với cái việc tiền ở trong quay nó cũng sẽ khá là cao. Nó có thể lên tới trên 1.000 một năm. Đúng rồi, 1.000 một năm. Rồi bây giờ em tới cái chỗ này, mọi người chỉ rồi để em kiếm. Em đi kiếm chính xác cái khu mới đâu. Em thấy bên kia có nhiều bảng lắm. Cái bên kia nó có nhiều bảng lắm, thì em quẹo qua thử coi. Có rất là nhiều bảng. Quẹo qua chắc cái chỗ này nè. Đây có nhiều bảng quá. Check this around, somewhere around đâu đây. Tới rồi nè mọi người. Da coming soon, Santana. KDISD Crystal Clear Lagoon. New home từ 200.000 tới 500.000. See. Quá đã luôn. Ok, nó sẽ là cái khúc này. Nó sẽ là cái khúc này nhá. Đó, nhìn nó hoành tráng, để ăn dòng lại.
Đấy, chút xíu anh tắt camera cái anh chọn này, mở lên lại cho. Rồi, cái khu này á còn mới tinh nè, mới sang lắp mặt bằng thôi. Và nó sẽ là coming soon. Thì như mọi người đã thấy ở cái bảng hồi nãy á, làm từ 200 cho đến 500, nhưng mà anh biết chắc là nó là từ 200, là upper 200 chứ không phải là low 200 đâu. Cho nên 201, 202 thì đừng có nghĩ tới 208, 209 thì đó, nó vòng vòng cái con số đó, chứ 201, 202 thì không phải đâu. Rồi, để anh quay toàn bộ, gọi là mình nhìn rồi thấy cho mênh mông luôn cho mọi người xem một lượt. Rồi anh sẽ chạy lên cái nhà mẫu ha. See, nó rất là rộng luôn. Nhìn nó có cái xe xúc đất rồi. Đây. Quá trời quá đất không. Bên kia là cái khu đã xây xong rồi, cho nên ai mà sợ hoang vu hẻo lánh thì cũng đừng có sợ. Tại vì sẽ phải có vắng thì mới có đông, chứ đâu có thể nào một cái đùng cái đông liền được, đúng không? Đừng có sợ. À, đó, nó là như vậy. Thì An sẽ theo dõi và cập nhật tình hình những cái bonus, những cái incentive, những cái upgrade option mà builder nó cho khách hàng như thế nào. Nhưng mà An biết chắc chắn cái khu này nó sẽ không có gọi là vắng như chỗ Bà Đanh hay là như thế nào đâu. Nó sẽ đông lắm. À, bây giờ An chạy lên cái nhà kia rồi An sẽ cho mọi người xem tiếp ha. Rồi, bây giờ An đang đứng trước cái nhà mẫu của Chihan Homes. Thì cái nhà này là nhà trệt ha. Nó có một cái nhà two story kế bên, nhưng mà nếu mà ai mà coi những cái video clip trước của An á, thì sẽ thấy cái nhà đó. Thì bây giờ bữa nay An coi cái nhà mẫu này cho khách của An, để cho cái khu Sunterra. Như hồi nãy nó nói là Sunterra thì nó chưa có model home, cho nên An phải chạy qua đây An coi để cho khách An có một quyết định. Đó, bây giờ trước cái nhà này, An đang đứng trước cái nhà này đây. Đó, nhà một one story. Thì bây giờ An đi vô trong cho mọi người xem nhé. Nhà này là gara 2 xe. Dạ, em đi vô trong em mở cửa cho mọi người xem. Những cái thông tin mà liên quan tới khu này và khu Sunterra, An sẽ post ở bên dưới cái description của video. Thì bước vô cửa chính á, nhìn bên tay trái thì mình sẽ thấy một cái nhà tắm. Đây là nhà tắm. Đây là nhà tắm. Rồi, phòng ngủ nè. Phòng ngủ này thì thường thì người ta xây như vậy. Bước vô tại sao có một cái phòng liền, là thường là phòng cho khách. Khách tới chơi, khách ngủ lại. Thì đây là một cái phòng mà có khu vực nhà tắm luôn. Đi qua một chút xíu thì mình thấy trái thì sẽ có một cái phòng giống như phòng office. Đó, ta-da. Rất là đẹp, ở phía trên có vài trần nữa. Vì là nhà mẫu cho nên là họ trang trí rất là chu đáo và đẹp, chỉnh chu. Nó trần rất là cao nha mọi người, trần cao lắm, cao chót vót luôn á. Phòng này là phòng utility room, phòng giặt đồ. Thì máy sấy ở đây thì mình có thể vừa dùng gas này, hoặc là vừa dùng máy sấy điện. Either one, cái nào cũng được, cũng xài được hết. Có ổ điện GFCI ở đây luôn. Quên, cho mọi người xem có ai thắc mắc cái cửa này cửa đi ra đâu không. Cửa này cửa gara. Cửa đi ra gara. Đó, cửa gara nè. Gara. Gara rộng lắm chứ bộ. Thấy không? Gara rất là rộng.
Để đi vô trong lại cho mọi người xem bên trong của cái nhà nha. Thì đi vào phía trong chút xíu là trước mắt mình là khu vực phòng khách, bên phải mình là khu vực nhà bếp. Khu vực nhà bếp thì bên hông cái đường bên đó thì An tin là nó cũng là khu vực phòng ngủ, nhưng mà lát nữa mình sẽ xem. Bây giờ mình còn nhà bếp nha. Ồ, đá là màu tối nhưng mà rất là đẹp luôn. À, rồi cái mặt bàn này, rồi nó mặt bàn nhám, nó trong chứ không có láng, nó nhám nhám, nó giống như là nó không có đổ một cái lớp sơn bóng sơn trơn chu lên, mà nó vẫn để nhám luôn, rồi rất là nhám nha. Đó, cái này là cốt thớt nè, rồi máy hút mùi ra ngoài. Ở đây là rờ rất là nhám. Rồi khu microwave với lò nướng không có gọi là quá rộng, cái nhà một story này không có gọi là quá rộng, nhưng mà nó đủ ấm cúng cho một cái gia đình nhỏ. Khu vực này là khu vực bàn ăn nè, dining room, rồi trang trí ghế sofa, tivi. Trần rất là cao mọi người ơi, mình nói thiệt, trần cao mà cửa cao nữa, ở thoáng cực kỳ. Mình đang đi vô nơi khu vực này là khu vực phòng ngủ, phòng master bedroom. Bước vô tới master bedroom, cái này là master bath. Thì khi mà vô master bath thì bên tay trái, à rồi, cái mặt bàn đá này hồi nãy mình hình thấy ngoài kia là nó nhám nhám, nhưng mà mình rỡ đây là nó láng o à. Đó, nó láng o à, nó không có giống có ngoài kia. Rồi bathtub. Ô chà, cái closet đẹp quá, standing shower, cái closet đẹp quá. Đi vô cái closet xem sao. Rộng nữa chứ, tương đối rộng á. Đẹp, đẹp tuyệt vời luôn. Thì cái nhà này thì nó đã được trang trí, nó đã được upgrade rất là nhiều rồi. An tin là cái nhà này nó không có rẻ đâu. Nếu đây là, tại vì đây cái nhà mẫu á, cho nên họ làm rất là chỉnh chu. Bây giờ An đi ra cái cửa sau thử xem có gì hay không. An thích nó là cái patio như thế này. Trời ơi, patio làm bằng gỗ, ở trên mình nhìn nó có cái kiểu mà vừa hiện đại vừa cổ điển, thấy không? Ngoài sân cũng thoáng lắm, rất là thoáng luôn. Do cái nhà này nó nằm ngay góc, cho nên là phía bên hông của nó sẽ là thay vì hàng rào gỗ, cái này nó xây tường gạch luôn. Mọi người thấy nè, đó, rất là rộng, bên hông rất là rộng. Bây giờ mình đi ngược lại vô trong nhà. Mình đi vô khu vực phòng ngủ nha. Phòng ngủ thì đó, mọi người thấy nha, phòng khách, nhà bếp. Rồi, ở phía trên trần đẹp tuyệt vời luôn á. Wow, quá là tuyệt vời. Cái pantry rộng chứ bộ, rộng ơi là rộng, để tha hồ để mấy chục chai nước mắm cũng được, dễ thương. Thì mình đi qua bên phòng khu vực phòng ngủ em, bên tay phải của mình là một phòng đó. Rồi thì bên tay trái của mình là cái nhà tắm. Cái nhà này có thiết kế nó hơi đặc biệt một chút xíu. Để An nói thì cái nhà tắm này nó có cái khung nhỏ để cho ánh sáng nó lọt vô, thì ban ngày có thể mình không có cần dùng tới đèn nhiều, rất là hợp lý, thấy không?
Bây giờ mình đi qua cái phòng ngủ. Xì, phòng ngủ. Phòng ngủ rộng chứ bộ. Rộng mà trần cao nữa. Đó. Cái đèn này nó hơi chớp tắt chút xíu. Phố đã lên đèn, con đường có môi kề môi. Phố đã lên đèn, bên người anh thương anh nhớ. Đó, tuyệt vời không? Rất là đẹp. Cái phòng này cũng có cái cửa sổ luôn. Mình có thể nhìn qua, nhìn ra ngoài. Thấy chưa? Closet cũng rộng hơn chưa? Closet này tương đối mà rất là cao. Cái nhà này cái gì nó cũng cao á. Cao chót vót luôn á. Cửa cao lắm. Cửa mà An đứng An giới tay lên là không tới luôn. Xíu. Đó, thấy không? Trời đất ơi. Rồi. Đây là cái nhà này, cái thiết kế của nó là ba phòng ngủ nằm ở ba nơi, mỗi một phòng ngủ đều có một cái toilet sử dụng riêng, một cái nhà tắm sử dụng riêng, không có gọi là giống như mình hay thấy là hai phòng ngủ một nhà tắm. Ở đây giống như ví dụ như An go over lại nhé, ở đây là một cái phòng ngủ, khi mà mình bước từ cửa chính vô thì nó sẽ có một cái nhà tắm ở đây, đúng không? Xong rồi mình đi vô trong một chút xíu thì ở phía cuối con đường á là như mọi người thấy á, là một cái phòng master bed, là nó có phòng tắm ở trong đó. Rồi mình vào phải thì mình lại thấy một cái phòng ngủ ở đây. Xong rồi lại thấy một cái nhà tắm ở đây. Đó. Thú vị, hợp lý. Không có dành nhà tắm với ai hết. Trần rất là cao luôn. Cao lắm. Cửa sổ làm 6 khung, 7 khung, 9 khung. Sáng, gọi là hưởng ánh sáng trời cực kỳ. Thấy không? Mấy cái cabinet của nó là màu trắng thì rất là sạch sẽ và sáng sủa cái ngôi nhà luôn á. Trời ơi, không biết nói gì thêm. Mọi thứ thông tin An sẽ cập nhật ở phía trên, ở phía dưới cái description của video cho mọi người. Yên tâm, có vấn đề gì cứ liên lạc với An. An sẽ giải đáp và giải thích tận tình cho mọi người. Rất là đẹp. Giờ ra bên ngoài thì có cái lake view. Cái lake, cái hồ tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ An có hẹn với cái người sale rep ở đây lúc trong vòng 15 phút nữa. Thì tạm thời An ngưng ở đây. Rồi, có cái gì thì An sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Chào mọi người nhé.